Với cái mẫu mũ này á thì chúng ta sẽ ưu tiên là cái chất liệu sợi nhỏ thôi. Các bạn sẽ chọn những cái sợi cỡ tầm từ 1 đến nhiều nhất là đến 1,3 mm, 1,5 mm là cũng hơi to. Thì cái tầm cỡ đó thì chúng ta sẽ được cái mũ mình thấy nó hợp lý nhất, bởi vì là cái phần họa tiết này này nó sẽ không bị dày quá. Đó. Và đây là mình sử dụng sợi cotton tông Việt Nam và kim móc là 1,75. Cái sợi cotton tông Việt Nam thì cái nhược điểm của nó là khi chúng ta móc quay đầu là cái phần này này nó bị nhăn nhăn như này này. Nếu như chúng ta dùng những cái loại sợi khác như là sợi sợi dành cho mùa đông, nó nhiều sợi lắm, mỏng nhưng mà nó không không bị quá dày, như là các bạn chọn len AC cũng được này, hay là ngay cả sợi Vĩnh Thịnh chập cũng được. Nếu như mà to nhất thì các bạn dùng baby gian thì nó cũng hơi dày, nhưng mà các bạn dùng cố gắng là chọn những cái cỡ sợi cứ từ 1 đến 1,5 mm, sợi hè hay là sợi đông cũng được. Mình thấy là những cái dòng sợi mà nó có hơi có bật lông một tí ấy, thì nhìn cái mũ trông nó sẽ xinh hơn. Đây là sợi cotton tông nên là nó không có lông, nó không bật lông lên. Nhìn những cái sợi mà pha một chút như thể pha một chút kiểu bật lông giống như mohair ấy, nhưng nó không quá nhiều lông, như là sợi merino cũng rất là đẹp này. Nó mềm nhưng mà khi mà chúng ta đội lên nó không bị nóng quá đấy, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái mũ này vào mùa hè thu được mà. Và nguyên liệu quan trọng nữa là các bạn sẽ tìm mua cho mình cái loại hạt này nhá. Các bạn mua cái loại hạt có chuôi này thì khi chúng ta khâu đính vào nó dễ, chứ nó không phải là cái kiểu hạt xỏ vòng. Đây, hạt kiểu này, hạt này mình mua là một một ca một hạt thì các bạn chuẩn bị tầm 80 đến 100 hạt là vừa. Như ở đây mình đính cũng hơi ít á thì là 80 hạt đấy. Còn bạn nào mà có nhiều hạt chúng ta sẽ trang trí thêm ở đây này. Thêm cái đệ dây thì nó sẽ dài hơn, thì có thể là mua 100 hạt. Đó. Tiền hạt tính ra nhiều hơn tiền len nhiều đấy. Nhá, các bạn chuẩn bị cho mình sợi như vậy. Chúng ta sẽ đi vào móc trực tiếp từ cái phần trong mũ này, sau đấy móc xuống thân và móc các cái phần dây và đính hạt. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần chóp mũ và chúng ta sẽ khởi tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Phần chóp mũ này chúng ta sẽ móc đơn giản là toàn bộ là mũi kép đơn, và chúng ta sẽ móc trên cái vòng tròn ma thuật này cho mình tổng cộng là 14 mũi kép nhé. Chúng ta sẽ khởi tạo lên cho mình 3 bính là tương ứng với một mũi kép đơn, 1 2 3 bính này. Tiếp tục trên cái dây vòng tròn ma thuật này thì chúng ta sẽ móc thêm 13 mũi kép này. 2 mũi rồi. 3 mũi này. 4 mũi này. 5 mũi này. 6 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13. Sau đây chúng ta sẽ rút sợi lại. Cẩn thận thì chúng ta đếm lại một lượt. Thì đủ 14 mũi kép này. Chúng ta sẽ kết hàng bằng mũi trượt và chân mũi bính thứ ba này. Sau đó là lên tiếp 3 bính và móc hàng thứ hai theo quy luật tăng tịnh tiến. Tức là cứ một chân này, chúng ta sẽ móc cho mình luôn là 2 mũi kép luôn. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi kép. Chân thứ ba cũng móc 2 mũi kép. Cứ vậy mỗi chân chúng ta móc 2 mũi kép. Đã ở hàng 2, chúng ta đã thực hiện tăng mũi. Đến cuối hàng 2 thì chúng ta móc thêm một mũi kép vào chân của cái mũi bính này. Thì để nó kết hợp với mũi bính nữa là nó sẽ tạo thành một mũi tăng mũi. Chúng ta sẽ kết hàng vào chân của mũi bính này. Mũi trượt
Chúng ta được hàng thứ hai là đã tăng mũi được thành 28 mũi. Chúng ta sẽ lên cho mình 3 bính. Và tiếp tục hàng thứ ba với quy luật tịnh tiến như vậy thì chúng ta sẽ móc là chân tiếp này. Chân đầu tiên luôn, chúng ta móc luôn 2 mũi kép này. Chân tiếp theo 1 mũi kép này. Chân thứ hai 2 mũi kép này. Đây gọi là tăng tịnh tiến, tức là cứ cách một mũi chúng ta tăng một mũi. Tiếp tục một kép này. Tiếp tục lại 2 mũi kép này. Tức là mũi tăng mũi đấy. Giờ lại một mũi kép này. Một mũi tăng mũi này. Đấy, cứ như vậy chúng ta lặp đi lặp lại quy luật tăng mũi này của hàng 3 cho mình. Cuối hàng 3 theo quy luật thì chúng ta cứ móc một kép hay một mũi kép này, rồi đến một mũi tăng mũi này. Thì đến cuối hàng thì chúng ta sẽ kết thúc bằng một mũi tăng mũi và kết hàng bằng một mũi trượt và chân mũi bính. Đấy, sau đó mình sẽ lên 3 bính. Móc vào chân tiếp theo. Một kép. Chân thứ hai. Chân thứ ba. Kép. Thêm một mũi nữa. Tức là chân thứ ba sẽ là một mũi tăng mũi nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc này. Hai mũi kép cạnh nhau này. Một mũi này. Hai này. Tiếp theo là một mũi tăng mũi này. Tiếp tục lại một kép này. Hai kép này. Rồi lại đến một mũi tăng mũi. Cái này là quy luật tăng mũi tịnh tiến thôi. Hàng trước chúng ta cách một mũi tăng một mũi thì hàng này chúng ta sẽ là hai mũi rồi tăng một mũi. Cứ vậy chúng ta móc hết hàng cho mình. Đấy, hai mũi kép rồi đã đến một mũi tăng mũi này. Cái này thì nó sẽ rất là quen thuộc với những bạn mà móc mũ rồi đấy. Cuối hàng 4 chúng ta theo quy luật ở đầu này, chúng ta có một dây bính và cách hai mũi kép rồi. Nên ở đây chúng ta sẽ là thêm một mũi kép vào cái dây chân dây bính này. Để nó kết hợp với chân mũi bính là tạo thành một mũi tăng mũi đấy. Đó. Thì kết thúc hàng thứ tư này chúng ta lại tăng tiếp được 14 mũi so với hàng 3. Rồi chúng ta lại lên 3 bính và móc hàng 5 theo quy luật tương tự, nhưng lúc này chúng ta sẽ là cách 3 mũi tăng 1 mũi. Nhưng mà cái mũi tăng này chúng ta sẽ xen kẽ như mình vừa làm á. Ví dụ như bây giờ mình móc 2 mũi rồi sau mình lại tăng mũi luôn này. Đấy, tức là mũi dây bính và mũi kép này là một mũi là khoảng cách. Rồi tiếp tục chân tiếp theo. Mình bắt đầu bây giờ mình mới tính vào quy luật này. 3 mũi kép liên tiếp nhé. Rồi. Chân tiếp theo là 1 mũi tăng mũi. Rồi tiếp theo lại 3 mũi kép liên tiếp nhau. Mũi tiếp này một mũi tăng mũi. Đấy, cứ 3 mũi tăng một mũi. Lặp lại một lần nữa này. Một mũi kép này. Hai mũi kép này. Ba mũi kép này. Và chân này sẽ là chân tăng mũi. Thì chúng ta sẽ móc hai mũi trung chân. Đó, cứ như vậy chúng ta lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ được hàng thứ 5. 3 mũi tăng. À, kết thúc hàng thứ 5 này. Chúng ta cứ theo quy luật móc thôi. Như lúc trước chúng ta để cách hai mũi thì bây giờ chúng ta cũng theo quy luật đúng là một kép nữa này. Là gặp cái mũi V cuối cùng đấy. Khoảng cách giữa mũi V cuối cùng và mũi V đầu tiên. Chúng ta kết hàng bằng mũi 6 à bằng mũi trượt vào dây bính và lại lên 3 bính móc hàng 6 cho mình. Hàng 6 chúng ta vẫn lặp lại quy luật nhá. Vẫn là tăng mũi. Và cái vị trí tăng này tùy các bạn có thể thay đổi, có thể làm ngay mũi đầu tiên chúng ta móc mũi V luôn, mũi tăng mũi luôn.
Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc 4 mũi kép. Bốn mũi này, rồi lại đến một mũi tăng mũi này. Đó, cứ như vậy thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái cách móc tăng mũi, cứ 4 mũi tăng một mũi của hàng thứ 6. 4 mũi này, 1, 2, 3, 4 này. Chân này chúng ta sẽ móc một mũi V này, tức là mũi tăng mũi này. Đó, khoảng cách giữa hai mũi V là 1, 2, 3, 4. Vậy chúng ta sẽ đi hết hàng 6. Tương tự với các hàng chúng tiếp. Ta móc đến hàng 7 thì là được cái quy luật tăng mũi của chúng ta là 5 mũi tăng 1 mũi. Đây, khoảng cách giữa hai mũi tăng là 5 mũi kép như thế này. Thì chúng ta sẽ móc tiếp hàng 8 cho mình. Chúng ta vẫn kết hàng